Chào mừng quý vị và các bạn đến với chương trình bài học Kinh Thánh hàng ngày. Chương trình do phòng truyền thông phối hợp với Ủy ban Cơ đốc Giáo dục Tổng Liên hội thực hiện. Kính thưa quý vị thính giả, chúng ta sẽ nhận được sự nhắc nhở từ lời Chúa trong bài học Kinh Thánh hôm nay về ân sủng dư dật của Chúa ban cho khi được Ngài kêu gọi chúng ta trở thành môn đồ của Ngài. Bài học nương trên câu Kinh Thánh Ma-thi-ơ chương 9 câu 9 với tựa đề Cuộc đời đổi mới. Đức Chúa Giê-xu đã đi khỏi nơi đó rồi, thấy một người tên là Ma-thi-ơ đương ngồi tại sở thâu thuế, bèn phán cùng người rằng: "Hãy theo ta." Người liền đứng dậy mà theo Ngài. Câu hỏi suy ngẫm: Chúa Giê-xu thấy ông Ma-thi-ơ tại đâu? Ông đáp ứng thế nào trước lời kêu gọi của Ngài? Cuộc đời của ông Ma-thi-ơ thay đổi như thế nào sau khi gặp Chúa Giê-xu? Bài học nhắc nhở chúng ta điều gì? Kính thưa quý vị, Chúa Giê-xu kêu gọi bốn môn đồ đầu tiên trong khi họ đang làm việc. Người đang thả lưới dưới biển, kẻ đang phá lưới trên thuyền. Theo Ma-thi-ơ chương 4 câu 18 đến câu 22. Và lần này, Chúa kêu gọi ông Ma-thi-ơ cũng ngay tại nơi làm việc của ông. Trước khi Chúa Giê-xu gặp ông Ma-thi-ơ thì ông đang ngồi tại sở thâu thuế. Dẫu công việc của ông bị người Israel ghét bỏ, nhưng ít ra đây là một công việc có thu nhập cao và ổn định. Thế nhưng mọi thứ trong cuộc đời ông thay đổi cách lạ lùng kể từ khi Chúa Giê-xu phán với ông: "Hãy theo ta." Tuy ông Ma-thi-ơ không nói gì, nhưng ông sốt sắng đáp lời kêu gọi của Chúa bằng hành động dứt khoát, đứng dậy và đi theo Ngài. Từ một công chức đang có cuộc sống khá giả, ông Ma-thi-ơ quyết định bỏ hết mọi sự để đi theo Chúa Giê-xu, bắt đầu những chuỗi ngày phiêu bạt với Ngài. Từ địa vị một tội nhân, ông trở nên một trong 12 sứ đồ của Chúa Giê-xu và sau này trở nên một chứng nhân đặc biệt cho Ngài. Từ một người phục vụ cho chính quyền ngoại bang, ông trở nên người phục vụ cho đồng bào mình. Nhờ đó mà nhiều người biết Chúa Giê-xu chính là Đấng Mê-si-a thông qua sách Phúc âm Ma-thi-ơ viết đặc biệt cho người Do Thái. Sự kêu gọi một người thâu thuế trở nên môn đồ của Chúa Giê-xu chắc chắn vấp phải nhiều ý kiến trái chiều lúc bấy giờ, vì khó ai chấp nhận được trong hàng ngũ môn đồ của Chúa Giê-xu lại hiện diện những người có quá khứ xấu xa như vậy. Tuy nhiên, qua việc Chúa gọi ông Ma-thi-ơ cho thấy sự kêu gọi của Ngài không phụ thuộc vào việc chúng ta là ai, đã từng làm những điều xấu xa nào, nhưng hoàn toàn đến từ lòng thương xót vô biên của Ngài dành cho con người. Hình ảnh Đấng Thánh kêu gọi một tội nhân đi theo Ngài khiến chúng ta nhìn thấy được chính mình và cảm biết ơn yêu thương của Chúa lớn dường bao dành cho kẻ bất xứng như chúng ta. Trong thực tế, khi gặp những người từng có thành tích bất hảo hoặc hình thức bề ngoài có vẻ thiếu thiện cảm trong hội thánh, chúng ta thường có cái nhìn không mấy thiện cảm và có thể giữ khoảng cách với họ. Điều này cho thấy chúng ta vẫn còn ít nhiều những tiêu chuẩn cho một người được trở nên con cái Chúa. Đừng giới hạn ân sủng của Chúa bằng những tiêu chuẩn, quan điểm của đời này, nhưng hãy để người khác cảm biết ân sủng vô biên của Chúa và có cơ hội gặp được Chúa Giê-xu qua chính đời sống chúng ta. Chúng ta cùng dâng lên Chúa lời cầu nguyện. Lạy Chúa, Đấng đã yêu thương và kêu gọi con bởi ân sủng của Ngài, con cảm ơn Chúa vì đã cho con được đi theo Ngài, được làm con Ngài và được làm công dân nước trời. Xin Chúa dùng cuộc đời con theo ý muốn Ngài. Amen. Quý vị thính giả thân mến, chúng ta kinh nghiệm Chúa là Đấng như thế nào khi Ngài kêu gọi mình? Dù con là kẻ xấu xa, yêu thương Chúa vẫn thứ tha tội trần. Cuộc đời đổi mới bội phần, nguyện hầu việc Chúa hồn thân linh đầy. Bài học Kinh Thánh hàng ngày hôm nay đến đây là kết thúc. Kính chúc quý vị một ngày mới tràn đầy phước hạnh Chúa ban cho. Hãy học lời Chúa qua chương trình này hàng ngày và giới thiệu cho nhiều người khác cùng tham gia. Hẹn gặp lại quý vị ngày mai.